Vào năm 2077, mặt trăng bị ngoài hành tinh phá hủy, cả thế giới bỗng trở nên hỗn loạn. Động đất phá hủy những thành phố, sóng thần nuốt chửng mọi thứ. Sau đó người ngoài hành tinh bắt đầu xâm lược, không còn cách nào khác, nhân loại đành phải dùng vũ khí nguyên tử. Cuối cùng nhân loại cũng thắng, nhưng lại mất đi trái đất, vì trái đất giờ đây đã bị ô nhiễm nặng nề và không còn thích hợp để sinh sống nữa. Nhân loại đành phải rời khỏi trái đất. Đây là trạm không gian hình tam giác. Lợi dụng trạm trung chuyển này, con người đã dùng 50 năm để di tản toàn bộ nhân loại lên hành tinh Titan. Nhưng ngoài hai người này ra phải ở lại trái đất, bởi hai người họ còn có nhiệm vụ bảo vệ máy bơm nước. Những chiếc máy bơm này bơm nước biển và cung cấp nước cho hành tinh Titan, nên những chiếc máy bơm này không được để bị hỏng. Đây là bộ phim bí mật trái đất diệt vong, nhưng cái kết của phim lại khiến bạn không thể ngờ. Jack Harper lái một máy bay nhỏ, Victoria thì đang ngồi trước bàn điều khiển. Cô nhận được một tin nhắn của bộ chỉ huy, nói rằng có hai chiếc drone bị hỏng, kêu cô báo cho Jack đi kiểm tra. Jack nghe xong liền đi ngay, nhưng chuyến đi này không hề thuận lợi. Vừa là bão xong lại còn sấm chớp, máy bay bỗng nhiên mất kiểm soát. Cũng may là Jack giỏi xoay sở nên mới thoát nạn. Nhưng tìm nửa ngày, nơi chiếc drone bị gặp sự cố là một hố sâu, nhìn thì có vẻ giống như do người ngoài hành tinh gây ra. Gần đây bọn chúng thường xuyên xuất hiện, rồi điên cuồng ăn cắp pin năng lượng không biết để làm gì. Tháng này bọn họ đã mất 10 cục pin rồi. Jack nghĩ đến là tức, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì. Anh tiếp tục nhiệm vụ đi tìm con drone thứ hai. Anh lấy một chiếc xe máy từ trong máy bay ra và đi rất lâu. Cuối cùng thấy trong một chiếc hang có phản ứng, anh tụt xuống bằng sợi dây thừng, rồi cầm súng chĩa về. Ấy, nhưng đây là cái gì vậy? Có khả năng có nguy hiểm. Bỗng chân anh bị kẹp rồi kéo về phía sau. Bên cạnh không biết có bao nhiêu người ngoài hành tinh. Jack bắn loạn xạ xung quanh, rồi nhảy về một bên bức tường đổ. May là Jack còn để lại một sợi dây thừng và thôi xong, đang đánh nhau còn bị rớt dây chuyền. Jack cầm súng lại bắn loạn xạ, nhưng một phút sau thì Jack ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra là con drone khi nãy đã quay lại báo ơn cho Jack. Sau khi xác nhận mục tiêu, con drone bắt đầu nổ súng, nhờ đó mà Jack mới thoát chết. Nhưng bên này vừa xong chuyện thì bên kia lại xảy ra vấn đề. Victoria nói gần đó có một chiếc máy bơm bị nổ, nghi ngờ là do người ngoài hành tinh gây nên. Trước đó chẳng phải bọn chúng đã ăn cắp pin hay sao? Nhất định là bọn chúng dùng pin để kích nổ. Jack liền bay qua đó kiểm tra, quả nhiên là có vấn đề. Nhưng gần đó còn có một sóng tín hiệu kỳ lạ, chẳng phải trái đất đã không còn ai hay sao? Chắc chắn đây là do người ngoài hành tinh gây nên. Thế là Jack liền đuổi theo. Anh bay rất lâu sau thì phát hiện tín hiệu phát ra từ một chiến trường. Victoria kêu Jack nhanh chóng rút lui, bởi vì bộ chỉ huy đã kiểm tra ra đó chính là người ngoài hành tinh. Nhưng Jack vẫn quyết định đi kiểm tra, bởi vì anh lờ mờ cảm thấy có con người ở đây. Hãy nhìn xem, trong chiếc khoang ngủ đông này chẳng phải con người sao? Nhưng lúc này không chỉ có con người, mà còn có cả những drone nữa. Mà những con drone này gặp ai giết người đó? Đến Victoria và Jack đều không kiểm soát được. Lúc này bên bộ chỉ huy lại mất liên lạc, điều này khiến Jack lo lắng. Anh đành đứng trước làm bia đỡ, vì những con drone nhận dạng được Jack nên chúng sẽ không bắn anh, và người nằm phía sau cũng vì thế mà an toàn. Jack kéo chiếc cánh ngủ đông trở về. Mấy người ngoài hành tinh gần đó đang nhắm về anh, không biết là bọn chúng nghĩ gì, nhưng nhắm cả nửa ngày, rồi sau đó lại bỏ súng xuống. Jack đưa người trong cánh ngủ đông về nhà, hóa ra lại là một cô gái xinh đẹp. Anh chàng Jack chắc sẽ vui lắm đây. Anh ta lại nằm mơ nữa, mơ về khi trái đất còn chưa bị hủy diệt. Người yêu anh Julia đang nhìn anh cười. Mọi chuyện quá giống với hiện thực. Anh không thể tin rằng bây giờ đã là năm 2077. Giấc mơ này Jack đã lặp lại rất nhiều lần. Giờ đây người yêu trong mộng xuất hiện trước mặt, mà có vẻ dường như là thật sự quen biết anh. Jack có chút bối rối, cũng có chút ngại ngùng, vì giấc mơ ấy anh chưa từng nói với Victoria. Victoria không biết gì còn đang lấy nước cho Julia uống, còn giải thích mọi chuyện cho cô nghe, nói rằng chiếc phi thuyền của cô bị hỏng rồi, là chồng tôi đã cứu cô về đây. Cô đã ngủ đông được 60 năm rồi, và trái đất cũng suýt nữa thì bị người ngoài hành tinh hủy diệt. Giờ đây nơi đây chỉ còn ba chúng ta mà thôi, không còn ai khác nữa. Tin tức này như sét đánh bên tai. Julia bỗng có cảm giác không thể chấp nhận sự thật. Cô nói muốn được yên tĩnh một mình. Nghĩ đi nghĩ lại Julia vẫn không cam tâm. Thế là cô đành cầu xin Jack đưa cô đến chỗ tàn tích chiếc phi thuyền kia kiểm tra. Nếu tìm thấy hộp đen của chiếc phi thuyền, có khả năng sẽ tìm ra được lý do, có cơ hội được ở bên Julia tốt như thế. Jack đương nhiên là đồng ý rồi. Thế là anh bỏ lại Victoria tại căn cứ và cùng Julia rời đi. Nhưng những người bỏ trốn đương nhiên là phải trả giá. Hai người sau khi tìm thấy hộp đen, liền phát hiện mình đã bị đám người ngoài hành tinh bao vây. Thủ lĩnh đối phương vô cùng lợi hại, Jack chẳng mấy chốc đã bị hạ gục. Victoria ngồi ở nhà và nhìn thấy tất cả, nhưng cô chẳng thể làm gì được, nên đành báo cáo về tổng bộ, yêu cầu phái drone đi cứu viện. Về phía Jack bên này, sau khi anh tỉnh lại, phát hiện mình đã bị trói chặt, đối diện với anh là một người da đen. Anh ta nhìn có vẻ chẳng giống với người ngoài hành tinh. Malcolm nói ông là con người, đứng phía sau ông cũng đều là con người. Bọn họ đeo những chiếc mũ kia, chẳng qua chỉ là để ngụy trang, tránh những con drone truy sát, những con drone chuyên giết con người. Khi anh cứu Julia cũng đã thấy rồi, không còn nhiều thời gian để giải thích cho cậu. Cậu bây giờ bắt buộc phải làm theo lời chúng tôi. Con drone này là do chúng tôi bắt được, và chúng tôi còn ăn cắp được một số lớn pin năng lượng. Bây giờ chúng tôi muốn cậu điều khiển nó bay vào không gian, rồi cho nổ tung chiếc trạm không gian hình tam giác tên Tech kia. Khi trước tôi đã nhìn thấy,
Những con drone đó nhận dạng cậu. Jack hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên đương nhiên là anh từ chối. Không ngờ Mancom cũng không uy hiếp anh, mà cứ thế tha anh đi. Sau đó liền nói với anh rằng, nếu anh muốn biết sự thật đằng sau, thì hãy đến khu vực phóng xạ mà xem. Nơi đó chẳng có phóng xạ nào cả. Jack không nói gì và cũng chẳng hỏi thêm. Dù sao thì được thả ra thì hãy mau chạy đi, không chừng lát họ lại đổi ý. Nhưng quãng đường khá xa, không có máy bay quả thật là khá vất vả. Chiếc xe máy đi nửa đường thì hết xăng, bọn họ đành tìm đến một trạm tín hiệu gần đó, chờ Victoria đến cứu viện. Nhưng không ngờ là lại xảy ra chuyện. Julia nói với Jack rằng cô nói Jack vẫn luôn quan tâm để ý đến cô, vậy cô sẽ nói sự thật cho anh hay. Hóa ra Jack, Victoria và Julia là đồng nghiệp. Trước đó ba người bọn họ cùng nhau nhận một nhiệm vụ, đó là đi khám phá hành tinh Titan. Nhưng vừa xuất phát thì nhiệm vụ thay đổi, phía trái đất đã phát hiện ra một vật thể lạ. Đó cũng chính là tam giác máy móc trí tuệ Ted. Jack trước giờ cứ tưởng đó là vũ trụ, nhưng Julia lại không cho là vậy. Cô nói, khi đó ba người họ đều đang ngủ đông, nhưng không biết tại sao sau đó Jack và Victoria tỉnh lại. Sau đó thì chính Jack cũng mất đi ký ức. Chuyện này nhất định là có gì mờ ám. Julia vừa nói vừa đưa hai tay lên ôm lấy đầu Jack, và anh đã nhớ lại tất cả. Dường như đúng như lời Julia đã nói. Sau đó hai người ôm chặt lấy nhau, và hoàn toàn quên đi Victoria cứu viện đã đến nơi. Thông qua chiếc máy camera, cô đã nhìn thấy tất cả. Hóa ra là hai người này đã phản bội cô. Được lắm, hãy chờ đó. Jack quay lại căn cứ, nhưng Victoria lại không chịu mở cửa cho anh. Hơn nữa còn định dạng cho anh thành một loại người khác. Sau đó thêm mắm dặm muối và báo cáo về tổng bộ. Sau đó bộ chỉ huy liền phái drone đến trước tiên là giết cô nàng mắt lẻo Victoria. Sau đó là truy sát Jack. Lúc trước Jack mới vừa bị bắt, nên trên người không còn vũ khí. Cũng may là Julia kịp phản ứng lại, khống chế được con drone nên Jack mới thoát chết. Sau đó bộ chỉ huy liên tục liên lạc Jack, nói rằng con drone bị trục trặc, không phải là do bọn họ gây ra. Ted bên này đang rất hứng thú với chuyện của hai người, nên mời anh và Julia lên đó một chuyến. Điều này rõ ràng là mờ ám, có điên mới mắc bẫy. Jack chẳng thèm để ý liền bỏ đi. Trong tay anh còn một manh mối nữa, đó là khu vực phóng xạ mà Mancom nói. Khu vực phóng xạ là một sa mạc. Jack núp ở một bên, rồi âm thầm quan sát. Một người vừa xuống máy bay. Ấy, sao càng nhìn càng thấy quen. Jack chạy đến gần, thì phát hiện hóa ra là chính mình. Rốt cuộc là sao? Hai người chĩa súng về nhau một hồi, cho đến khi người phụ nữ kia xuất hiện. Jack số 2 thấy có chút quen quen, bỗng sững người lại. Thế là Jack nhân cơ hội, trong lúc Jack số 2 không tập trung, liền xông lên hạ gục đối phương. Sau một hồi đánh đấm, Jack số 2 bị hạ. Nhưng không ngờ là trong quá trình vật lộn đã ngộ thương Julia. Jack quyết định đánh cược, anh đem Julia đi giấu kỹ, sau đó trói Jack số 2 lại, sau đó lên chiếc máy bay của hắn, rồi lái máy bay về căn cứ. Anh phát hiện mọi thứ ở căn cứ khu phóng xạ đều giống hệt như chỗ của mình, trong đó bao gồm cả cô vợ Victoria. Jack giờ đây đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Anh quả nhiên đã bị lợi dụng. Sau khi lấy được thuốc, Jack quay lại chỗ Julia, cũng may là vẫn còn kịp. Sau đó hai người núp đến một nơi bí mật, rồi ở đó dưỡng thương. Jack nói sau khi vết thương khỏi hẳn, anh muốn đi cứu đám người Mancom. Nhưng chuyện còn chưa kết thúc, Mancom thấy anh cuối cùng cũng biết được sự thật thì vô cùng vui mừng. Mancom nói năm xưa Jack là một người con ưu tú của nhân loại, nhưng anh bị tam giác máy móc trí tuệ nhân tạo Ted điều khiển. Nó xóa sạch ký ức của Jack, sau đó nhân bản lên hàng ngàn vạn Jack khác. Bản thân Jack là một công cụ giết người lợi hại nhất, nên Ted muốn lợi dụng Jack để xâm lược trái đất. Cuối cùng cậu cũng đã trở về. Nghe thấy Mancom nói vậy, Jack quyết định lập công chuộc tội. Anh muốn kiểm soát các drone, sau đó ném bom vào Ted. Nhưng drone mà anh có thể khống chế chỉ có một con này, nhưng bộ chỉ huy đã phái đi ba con khác, và chúng đã tấn công đến đây trước. Mọi người bắt đầu bị bọn chúng tấn công, nhưng người bằng xương bằng thịt, sao đánh lại với máy móc? Cũng may mà nhờ vào Jack. Nhưng chi tiết đánh nhau thế nào tôi xin phép không kể chi tiết. Tóm lại là cuối cùng chỉ còn Jack và Julia sống sót. Sự hy sinh anh dũng của Mancom, mối thù này nhất định phải báo. Jack quyết định tương kế tự kế. Ted không phải nói rồi sao, bộ chỉ huy muốn anh đưa Julia đến gặp, vậy thì đi thôi. Nhân tiện đem theo ít thuốc nổ lên thăm. Jack đem Julia đặt vào trong cánh ngủ đông, sau đó lái máy bay bay vào không gian. Ánh sáng trước mặt ngày càng mạnh. Jack chậm chậm tiến lại gần Ted. Sau đó thông qua một lỗ nhỏ hình tam giác ngược, anh nhìn thấy vô số mình và Julia. Đây đều là những nhân bản của bọn họ. Cỗ máy Ted chết tiệt này, hãy mau chờ chết đi. Jack mở chiếc cánh ngủ đông ra, nhưng người trong đó không phải Julia, mà lại là Mancom. Đúng vậy, Mancom chưa chết, ông ấy còn chút sức lực. Mancom muốn chính tay mình kích nổ Ted. Còn Julia, cô đã sớm được Jack sắp xếp đưa đến căn cứ mật dưỡng thương khi trước. Sau đó Jack và Mancom kích nổ, hai người đã cùng ra đi cùng Ted. Trong nháy mắt, Ted nổ tan tành thành từng mảnh, những con drone cũng biến thành sắt vụn. Trái đất trở lại vẻ yên bình, là lúc bắt đầu kỷ nguyên mới. Bộ phim còn một cái kết. 3 năm sau đó, con gái Julia và Jack cũng đã lớn. Một buổi sáng khi hai mẹ con đang nhổ cỏ, bỗng xuất hiện một đám người, đứng giữa là một thủ lĩnh.